Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với channel của mình. Và ngày hôm nay ta tiếp tục với series tựa game hỏa chi của Naruto Mobile nha. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận cái tướng Zugo nói riêng cũng như cách nhận các code, các tướng, các chơi, các sự kiện khác trên fanpage hỏa chi của Naruto Mobile nói chung nha. Rất nhiều sự kiện anh em chỉ cần làm theo trên cái fanpage hỏa chi của Naruto trên Facebook thôi. Dễ các bạn đây anh em nhỉ, để lại là like, share bài viết này, chế độ công khai. Bước 2, con mình hóng trung thu này anh em, bôi cái từ hóng trung thu nha anh em này. Làm theo mình này, thích này, chia sẻ này, ấn chỗ công khai này, không phết đây thôi. Easy, cuối cùng anh em đợi. Đợi tin nhắn từ quản trị viên là fanpage và Thế Hùng sẽ gửi cho anh em một cái tin nhắn từ hệ thống. Tin nhắn đấy hệ thống tự động sẽ đánh những cái số, những cái mã ngẫu nhiên bất kỳ cho anh em thôi. Đấy, anh em thấy chưa? Mình đã nhận được cái mã này, nhận được cái tin nhắn rồi, mình click vào đây thôi. Click vào để nhận code thôi, rất đơn giản, easy. Mình đăng nhập vào Facebook hoặc anh em đăng nhập vào tài khoản của mình. Đợi chút download nha. Lâu dữ bằng lát à, đợi xíu nha. Đấy, mình đăng nhập được rồi đây anh em này, nhìn anh em nhìn chưa, nó sẽ gửi cho mình một cái mã code này. Nếu mà anh em đặt hạng thành viên từ Gold 2 trở lên thì bất kỳ một cái mã, cái sự kiện nào anh em cũng nhận được code mà không cần phải làm bất kỳ một cái gì nha. Nhưng mà để điều kiện thành viên từ Gold 2 trở lên thì anh em phải nạp tiền vào thôi. Anh em chỉ việc ấn vào đây, copy và code nó tự nhảy vào đây, anh em tiếp tục. Thế là xong, đơn giản chưa? Zugo này, nhận thôi. Chúng ta xem Zugo của chúng ta có xịn không. Con này mình có rồi anh em ơi, mình nuốt là vậy. Kinh, nuốt 3 lần mà cũng lên 1 triệu lực chiến cơ. Vây vậy. CEO của mình triệu này, triệu tư vườn hoa. Mấy con này cũng cần nuốt nhiều nha. Anh em thấy cách kiếm cốt dễ không? Quá dễ luôn, chẳng có cách nào dễ hơn mà mấy cách kiếm cốt Facebook đấy cả.
nên em cố gắng chịu khó like fanpage cũng như có theo dõi bài viết mới trên fanpage của chị Hùng Natu 3 trên Facebook nha. Đấy, sẽ tặng anh em rất nhiều code ấy. Có tương tác có thể lên fan cứng, fan cứng thì đặc biệt rất nhiều cái code ngon, toàn code đỏ thôi. Fan cứng hàng tuần mà rất nhiều code đỏ anh em, fan cứng đỏ rất xịn sò. Nên anh em chả cần phải nạp thẻ hay là ấy mà cũng có đội hình mạnh cực kỳ luôn đấy. Rất nhiều anh em chơi trai mình đã thấy được chiến lên tận 150.000 rồi, 150 triệu, 100 triệu, 150 triệu rất đơn giản rồi. Đến thời điểm bây giờ nếu anh em căn cứng thì mạnh cực kỳ luôn rồi đấy, không cần nạp tiền luôn. Quốc những con đỏ quá tầm thường nha, xin dừng lại tại đây thôi nha. Mình cũng qua anh em thôi. Giữa game này mình cũng khám phá hết, tính năng khám phá hết. Không biết nên làm những chủ đề content gì mới hay không. Anh em nào có ý tưởng gì hoặc là có những cái quần ác cày chay nào ngon, xịn sò. Cày chay nha, mình muốn review vài quần ác cày chay em ạ. Ác VIP thì review không chán rồi anh em, thì review những con ác cải chay đi cho nó hay, đổi chủ đề tí. Anh em có thể comment Facebook, chat Facebook của mình nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.